Thưa quý vị và các bạn, với các địa phương vùng bán sơn địa khó chủ động được nguồn nước thì vai trò của các hồ đập nhỏ là rất quan trọng trong việc cung cấp nước sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, qua thời gian sử dụng hàng chục năm, các hồ đập được đắp bằng thủ công nay đã xuống cấp. Thực tế, các mùa mưa gần đây, năm nào các hồ đập nhỏ ở các vùng bán sơn địa của Nghệ An cũng đều xảy ra những sự cố gây nguy cơ mất an toàn. Nằm ở sát núi nên khi có mưa thì nguồn nước đổ về hồ Đồng Sàng, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn khá lớn. Mùa mưa năm 2013, hồ chứa dung tích 250.000 mét khối này đã xảy ra sự cố gây tràn đập nhưng đã được ứng cứu kịp thời. Đầu mùa mưa năm nay, xã Nghĩa Hội đã huy động nhân lực, ngân sách gia cố lại thân đập, đồng thời mở rộng thêm khẩu độ xả tràn để tránh nguy cơ vỡ đập khi mưa lớn kéo dài diễn ra. Tuy nhiên, điều này đang tạo ra bất cập, đó là dung tích chứa của hồ sẽ giảm đi. Nếu mà hạ xuống nước thì không có nước để phục vụ tưới tiêu. Mà nếu để như thế này thì là mưa mà liên tục như tháng 10 của 2013 vừa qua. Nếu có gió thì bờ đê sẽ bể. Mà bể thì tất cả cái cánh đồng này từ đây ra đến tận ngoài ủy ban là nó trôi hết cả một cái cánh đồng lúa khoảng tưới thì là của 48 hectare nhưng mà nó bể đây thì nó lại bị lây lan sang dân cư nữa. Qua thời gian sử dụng trên dưới 30 đến 40 năm, các hồ đập được đắp bằng thủ công nay đã xuống cấp. Trong khi đó, nguồn ngân sách hàng năm của huyện Nghĩa Đàn dành cho sửa chữa vận hành trên 100 hồ đập còn quá hạn hẹp, chỉ trên dưới 6 tỷ đồng. Gần 40 năm xây dựng, hồ Ngọc Lam có trữ lượng 1 triệu mét khối, gần như chưa được một lần tu bổ, sửa chữa lớn. Đây cũng là điều mà lãnh đạo xã Nghĩa Lợi lo nhất khi mùa mưa đến. Hàng năm đến mùa mưa lũ thì chính quyền địa phương rất quan tâm và rất lo lắng ở chỗ là có những mưa lũ tràn về. Thì trong cái diện tích như vậy nhưng mà đập thì đã làm lâu, xuống cấp trầm trọng, nhưng mà cái vốn duy tu bảo dưỡng thì ngân sách nhà nước cũng như là địa phương hết khả hẹp, cho nên địa phương không thể là khắc phục cả cái hậu quả và sự cố nếu xảy ra cùng một lúc. Đối với các phương án xử lý trước mùa mưa bão thì mang tính chất tạm thời và giải quyết cũng nhất thời, nhưng để mà có một cái để an toàn hồ đập và đảm bảo cái tài sản và tính mạng của người dân sống quanh vùng đập thì cái việc đầu tiên là việc làm thế nào đó và bố trí kinh phí để mà sửa chữa đúng quy trình, đúng bài bản để mà vận hành hồ cũng như là các cái dân hạ du, dân xung quanh hồ. Sự lo lắng của các địa phương là có cơ sở. Ngay đợt mưa lớn vào đầu tháng 9 vừa qua, một số hồ đập thủy lợi tại huyện Đô Lương đã bị tràn. Tại xã Hồng Sơn, đập Vũng Tròn với trữ lượng trên 600.000 mét khối đã bị sạt lở thân đập với chiều dài trên 3 mét. Thực tế này cho thấy việc sửa chữa, nâng cấp các hồ đập do các địa phương cấp xã quản lý vận hành là vấn đề cần phải được quan tâm. Cũng cần nên có một cái bộ trí một cái nguồn ngân sách ổn định cho trên từng cái lĩnh vực đó. Trên cơ sở ưu tiên những cái công trình mà có thể nói là đã xuống cấp, không để là khi mưa lũ xảy đến thì chúng ta mới tập trung nâng cấp khi đã bị sạt lở, mà chúng ta chủ động ngay từ đầu mùa thì chắc chắn hiệu quả kinh tế nó đem lại nó sẽ cao hơn. Hiện nay, tỉnh Nghệ An đang đề xuất Trung ương hỗ trợ nguồn kinh phí khoảng 750 tỷ đồng để nâng cấp 69 hồ chứa có nguy cơ mất an toàn. Tuy nhiên, phần lớn là các hồ đập lớn do các doanh nghiệp thủy nông quản lý. Còn lại 680 hồ đập loại nhỏ do các xã, hợp tác xã quản lý thì nguồn ngân sách vẫn chưa có. Đây đang là bài toán khó cho các địa phương trong công tác đảm bảo an toàn vận hành hồ đập trong mùa mưa bão.